93 so với 92 điểm và chỉ một điểm nhỏ nhoi là khoảng cách giữa đội vô địch và á quân Premier League mùa giải trước. Dương 73 so với dương 68, đó là tương quan hiệu số bàn thắng bại của họ. Và đáng chú ý thay khi số bàn thua của cả hai sau 38 vòng đấu đều là 26. Có nghĩa là khi cùng sở hữu những hàng thủ tốt nhất giải đấu thì cũng không quá khi nói rằng sức mạnh hàng công đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc đua phi thường ở mùa giải 2021-2022 giữa Man City và Liverpool. Cho dù thực ra họ cũng là hai hàng công mạnh nhất của giải đấu ở mùa giải trước, với sự chênh lệch với nhau cũng chẳng hề lớn, 99 so với 94. Nhưng như đã nói, chính 5 bàn thắng ghi nhiều hơn đó cũng đã góp công không nhỏ giúp The Citizen tạo nên một điểm quyết định giúp họ bảo vệ thành công ngôi vương xứ sở sương mù. Thành quả ấy của hàng công Man City thực ra là rất đáng nể, xét trong bối cảnh họ thất bại trong việc theo đuổi Harry Kane, bán đi Ferran Torres và thậm chí chưa mang về người thay thế vị trí mà huyền thoại Sergio Aguero để lại trong mùa giải trước. Trong bối cảnh đó, Kevin De Bruyne đã đảm nhiệm rất tốt vai trò thủ lĩnh của mình, khi dù chỉ đá tiền vệ hoặc hộ công nhưng đã ghi đến 15 bàn ở Premier League mùa giải vừa qua. Xếp sau anh là những đóng góp của các trụ cột dày dặn kinh nghiệm khác như Raheem Sterling và Riyad Mahrez. Phil Foden tiếp tục đà phát triển của mình khi đóng góp 9 bàn thắng ở EPL mùa trước, trong khi Gabriel Jesus nói chung đã không tận dụng tốt khoảng trống mà Aguero để lại khi chỉ có được 8 bàn ở giải quốc nội cả mùa. Còn xét trên mọi đấu trường, Man City có đến 7 cầu thủ đã ghi hơn 10 bàn thắng, trong đó dẫn đầu danh sách là Mahrez với 24 bàn. Đây cũng là một giải đỉnh cao ghi nhiều bàn thắng nhất trong sự nghiệp của cầu thủ người Algeria. Xếp sau Mahrez với khoảng cách không quá xa là De Bruyne với 19 bàn, Sterling với 17 bàn và Foden với 14 bàn trên mọi đấu trường. Còn bên phía Liverpool thì sao? Tỷ lệ phân hóa về số bàn thắng của lữ đoàn đỏ là rõ rệt hơn. Ở Premier League, siêu sao Mohamed Salah dẫn đầu với 23 bàn thắng. Và cũng chính vua Ai Cập đã giành danh hiệu đồng vua phá lưới cùng Son Heung-min của Tottenham Hotspur. Theo sau Salah là Sadio Mane với 16 bàn cùng Diogo Jota với 15 bàn. Đứng ở vị trí thứ tư, tiền đạo tròn 30 tuổi Roberto Firmino cho thấy sự hụt hơi khi chỉ có được 5 bàn thắng. Xét trên mọi đấu trường, mũi đinh 3 trên hàng công của Liverpool cũng là nguồn cung cấp chủ yếu số bàn thắng. Salah dẫn đầu với 31, theo sau là Mane với 23 và Jota với 21 bàn. Firmino đứng thứ tư, chỉ có được 11 bàn thắng là một phép tính đơn giản. Tổng số bàn thắng của Salah, Jota, Mane chiếm đến 51% số bàn của Liverpool mùa giải vừa rồi. Phân tích kỹ như thế để thấy, riêng ở mùa giải trước, hai hàng tấn công của Man City và Liverpool dù cùng tạo ra cảm giác áp đảo nhưng lại khác biệt rất lớn về mặt phong cách. Chưa bàn sâu về chuyện chiến thuật, cả những khán giả quan sát bình thường qua những thống kê trên cũng thấy rằng Man City có sự đa dạng về ngòi nổ, còn Liverpool thì ưu tiên khai thác 3 mũi nhọn trên hàng công. Dĩ nhiên rồi, phương án nào cũng có ưu và nhược điểm của nó. Sự đa dạng của Man City là tốt chứ, khi đối thủ chẳng thể nào phong tỏa hết các ngòi nổ của họ trong xuyên suốt trận đấu. Nhưng ngược lại thì, ở các thời khắc kiệt cùng trong những trận đấu then chốt, các cổ động viên của họ cũng không có cái tên nào đã ghi nhiều bàn đến mức có thể sắm vai đấng cứu thế để nhìn vào. Bên kia chiến tuyến, mũi đinh 3 của Liverpool luôn khiến các đối thủ phải khiếp sợ. Khí chất, sự nguy hiểm và những gì họ từng làm được khiến hàng thủ đối phương phải tim đập chân run. Nhưng mặt trái là trên đường dài, chỉ cần một trong ba mũi công này chấn thương hoặc xuống phong độ thì rủi ro sụt giảm lượng bàn là rất lớn. Bởi người ghi bàn nhiều thứ tư tại EPL mùa trước của họ, như đã nói, Firmino chỉ có 5 bàn thắng. Bởi thế nên dù vẫn cày nát cả Premier League và vào đến những trận đấu cuối cùng ở Champions League ở mùa giải trước, cả Man City lẫn Liverpool đều biết mình cần phải tiếp tục sửa chữa, bổ sung hay kiện toàn hàng công của mình. Bên phía Man Xanh, thực ra việc dàn trải số bàn thắng cho nhiều cầu thủ như thế là một phần hệ quả tương đối bất đắc dĩ của việc không chiêu mộ được Harry Kane hồi hè năm ngoái. Thế nên họ cần chiêu mộ thêm ngòi nổ máu mặt. Đây là nước đi mà như đã nói sẽ có lợi cho những trận đánh cụ thể để họ có một chủ công uy tín để trông chờ. Còn với Liverpool, nhiệm vụ của họ lại là cần dàn trải bớt số bàn, hay nói cách khác là tăng thêm số ngòi nổ trên hàng công. Đây là nước đi mà như đã nói để chia lửa trên đường dài. Và thực tế cho thấy cả Man City lẫn Liverpool đều đã và đang thực hiện những bước đi đó trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Phiên chợ vẫn còn thời gian mở cửa khá dài, nhưng như bức ảnh vừa được họa nên bởi Sport 360 này, bộ mặt hàng công của họ xem như đã hòm hòm chính thức. Bên phía Man City, lần lượt họ có Jack Grealish, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland, Riyad Mahrez, Raheem Sterling và Julian Alvarez. Trong số này, Alvarez và Haaland là hai người mới, tuyển thủ quốc gia Argentina được chiêu mộ từ kỳ chuyển nhượng mùa đông với giá 17 triệu euro. Nhưng đến hè này mới chính thức gia nhập Etihad, còn tuyển thủ quốc gia Na Uy thì tất nhiên rồi là bom tấn hot nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè này khi cập bến nơi anh gọi là mái nhà xưa, tức câu lạc bộ mà cha anh từng thi đấu với mức giá cực khởi 60 triệu euro. Dù giá trị và tiềm năng có chênh lệch, nhưng một điểm chung khác ngoài việc cùng sinh năm 2000 của hai tiền đạo này là họ hoàn toàn đủ sức trở thành ngòi nổ thượng hạng của Man City ở ngay mùa giải năm sau.
Vừa bước sang tuổi 22, Alvarez được giới chuyên môn Argentina đánh giá có tiềm năng trở thành cầu thủ vĩ đại tiếp theo của bóng đá nước này. Thậm chí, trong chia sẻ với trang City Is Our, nhà báo Santi Boja đã miêu tả Alvarez là triển vọng thú vị nhất của Argentina kể từ khi Sergio Aguero xuất hiện vào giữa những năm 2000. Alvarez có thể chơi vị trí tiền đạo cắm hoặc đá rộng trên khắp các mặt trận tấn công. Với khả năng ghi bàn đa dạng, cầu thủ này sớm được trọng dụng và đã là cái tên quen mặt ở đội tuyển Argentina và là thành viên vô địch Copa America và cũng góp sức ở vòng loại World Cup 2022. Còn Haaland thì không cần nói nhiều nữa. Anh đơn giản là ứng viên cho vị thế một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai gần. Mùa giải trước, dù bị cắt ngắn với chấn thương, Haaland cũng ghi đến 27 bàn và 5 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Borussia Dortmund. Thử thách lớn nhất dành cho hai tiền đạo mới của Man City vào lúc này là hòa nhập nhanh với cả tập thể mới lẫn môi trường đặc thù của Premier League. Nhưng Haaland vốn không ngán những thức bóng đá chuộng sức mạnh và tốc độ. Còn Alvarez thì có những thành công của các tiền bối Argentina trong quá khứ như Aguero hay Carlos Tevez để nhìn vào và hy vọng. Ở các phương diện còn lại, điều mà các cổ động viên Man Xanh quan tâm là liệu Mahrez có thể giữ được phong độ bùng nổ của mình, hay chí ít là bằng được 70% mùa giải trước khi anh đã bước sang tuổi 31. Raheem Sterling khi bước vào độ tuổi 27 cũng cần chứng tỏ được nhiều hơn. Foden liệu có tạo được thêm những bước nhảy alpha tiếp theo để hợp cùng với Haaland và Alvarez trở thành tam tấu huyền ảo mới. Bên cạnh đó, nhiệm vụ sáng tạo và sẽ được trông chờ hơn ở Bernardo Silva. Trong khi đó, người ta cũng tò mò chờ xem sau một mùa giải xem như là xé nháp để hòa nhập, cầu thủ Anh đắt giá nhất mọi thời đại Jesse Lis có thể đáp ứng được phần nào sự kỳ vọng hay không, hay lại tiếp tục gây thất vọng. Bên phía Liverpool, nhiệm vụ đa dạng hóa các ngòi nổ trên trận địa, hay nói chính xác hơn là tìm người thay thế Firmino đã xuống phong độ, hay Sadio Mane sắp ra đi để khoác áo Bayern Munich đang được họ làm tương đối tốt. Trở lại với bức ảnh của Sport 360, chúng ta thấy hàng công của lữ đoàn đỏ hiện tại có các hảo thủ Luis Diaz, Darwin Núñez, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Diogo Jota, Fabio Cavani và Harvey Elliott. Núñez năm nay mới 22 tuổi, được đánh giá là bản hợp đồng tuyệt vời mà ban tuyển trạch Liverpool đã mang về để không chỉ tăng cường mà còn nhằm cân bằng sức mạnh hàng công với một Man City vừa có được Erling Haaland. Dù không cực xịn như Kylian Mbappe, người được quy hoạch là đối thủ truyền kiếp của Haaland, nhưng tiềm năng của Núñez cũng không thể xem thường. Là tiền đạo ngôi sao người Uruguay tiếp theo kế tục những Edinson Cavani hay Luis Suarez, Núñez đã ghi được 34 bàn trên 41 trận ở mọi đấu trường cho Benfica mùa giải trước. Anh là dạng tiền đạo cao to, không chiến tốt và chấp thời cơ rất giỏi. Khác biệt lớn nhất giữa Núñez và Haaland là anh có xu hướng giạt cánh nhiều hơn và lừa bóng rất giỏi, thậm chí được đánh giá cao hơn Haaland ở phương diện này. Không chỉ ghi bàn, Núñez cũng có khả năng đặt đồng đội vào thế ăn bàn với 35 cơ hội tạo ra, tính mọi mặt trận ở mùa giải trước. Với lối chơi khá đa dạng đó lại còn rất chịu khó lùi sâu pressing, Núñez có thể làm tăng thêm sự biến ảo nơi hàng công của Liverpool. Sẽ không bất ngờ nếu thấy Núñez hoán đổi vị trí với Luis Diaz ở nhiều thời điểm trong các trận đấu, kiểu như cặp Mane Diaz đã nhiều lần thực hiện ở mùa giải trước. Dù chỉ mới đến được nửa mùa, nhưng vị thế của Diaz ở Liverpool hiện tại đã gần như là trụ cột. Anh hoàn toàn có thể giúp đỡ Núñez hòa nhập nhanh như thế để góp sức cùng trung phong Mohamed Salah. Với vua Ai Cập, điều đáng bàn nhất hiện tại là liệu anh còn giữ được động lực và phong độ sau rất nhiều thất bại trong thời gian qua ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia hay không. Nhìn vào những phát biểu mới nhất này của Salah, The Kop có thể phần nào lạc quan. Tôi muốn giành quả bóng vàng để sánh ngang với George Weah, cầu thủ châu Phi duy nhất ẵm giải thưởng này cho tới nay. Đúng là tôi đã bị sốc bởi thứ hạng của mình vào năm 2021. Còn năm nay, thất bại trước Real Madrid là một bất lợi lớn. Ngay cả khi tôi đã chơi tốt trong trận chung kết, nhưng nó không hủy hoại mọi thứ mà tôi đạt được trong nhiều tháng. Chúng ta hãy chờ một cuộc bỏ phiếu và nếu tôi không giành quả bóng vàng 2022, tôi sẽ làm mọi cách để trở thành người tiếp theo. Ngoài ra, hàng công của Liverpool ở mùa sau còn có thể đặt niềm tin vào Diogo Jota, người sẽ muốn có khởi đầu mùa giải tốt để hướng đến một kỳ World Cup mà đóng góp của anh có tầm quan trọng rất lớn với đội tuyển Bồ Đào Nha. Với những cái tên còn lại, dù khả năng tìm lại phong độ của Firmino là tương đối khó, nhưng bù lại, Liverpool cũng có thể trông chờ vào sự trưởng thành của Fabio Cavani và Harvey Elliott. Tựu chung, cả hai hàng công mạnh nhất Premier League mùa giải trước đã đang có những sự thay đổi, bổ sung sức mạnh hết sức tích cực, tất cả để nhằm chuẩn bị cho không điều gì khác ngoài một cơn đại hồng thủy bàn thắng tiếp theo xuất hiện ở xứ sở sương mù.